Xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay Ngọc Diễm sẽ giao lưu với anh em mình lô Nguyệt Quế nha anh em, giá rẻ luôn. Rất mong anh em mình ủng hộ ha. Rồi chào khán giả luôn em ơi. Dạ em xin chào mọi người. Hôm nay em cũng xin giao lưu lô Nguyệt Quế. Không được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 1 số 0355 ạ. Rồi vô cây đầu tiên luôn. Đó, mã số là A nha anh em, A1 ha. Cây này chia cành đẹp ha, nó cũng đâm chồi trở lại rồi nha anh em. Đế cũng khá ha. Rồi thông số luôn em ơi. Hoành là 29. 29 hoành. Cao là 96. Chiều cao 96 ha. Kính bầu là 31. Kính bầu 31. Cây này có mã số E1. A1 em xin vô luôn là 500 ngàn. Đó, A1 nha anh em, 500 ngàn ha. Bao ship cho anh em luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây A2 nha anh em. Lắc lượng ha, nó cũng có đâm chồi mới lại rồi nha anh em. Đế cũng khá đế ha. Nguyệt Quế lá xoắn bông chùm ha. Rồi thông số luôn em ơi. Hoành ở vị trí này là 30. 30 hoành. Cao là 1m15. Cao 1m15. Kính bầu là 33. Kính bầu 33 nha. Đó, mã số là A2 nha anh em, 600 ngàn ha, bao ship cho anh em chơi luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây A3 ha. Đó, một cây trực lắc nha anh em. Đế nè. Đế cũng khá đều ha, cây nó cũng đâm chồi lại rồi đó anh em. Rồi thông số luôn. Hoành là 28. 28 hoành. Cao 1m17. Kính bầu là 40. Kính bầu 40 nha anh em. Cây mã số A3 em xin giao lưu là 600 ngàn. A3 ha, 600 ngàn luôn. Bao ship cho anh em chơi luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo cây A4 nha. Một cây phong cao nha anh em. Cao chót vót ở trên luôn ha. Cây rất là cao nha. Như cây cục điện vậy đó. Đế cũng đều ha, nó cũng đâm chồi lai gai trở lại hết rồi. Đó, đế chảy đều nha anh em. Rồi, thông số luôn em ơi. Hoành là 29. 29 hoành. Chiều cao cây này cỡ 2m, 2m2 đó anh em. Kính bầu là 36. Kính bầu 36 ha. Đó, cây này A4 nha anh em, 800 ngàn ha, bao ship luôn nha anh em. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây A5 ha. Đó, cây này cực kỳ già nha anh em, cây này lá bóng nha. Nó già, nó nu. Đâm chồi quá trời luôn nè anh em. Mấy cây lá bóng này về dễ chăm sóc hơn cây lá xoắn ha. Cây cực kỳ già, chi cành có sẵn ha, về anh em mình vô nước dây là được rồi đó anh em. Hoành là 40. 40 hoành. Cao là 82. Chiều cao 82. Kính bầu là 43. Kính bầu 43 ha. Cây có mã số A5 em xin vô lưu là 1.300.000. Cây A5 nha anh em, 1.300.000 ha, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây A6 nha anh em. A7 ha. Đó, một cốt à, lắc quái nha. Đế cũng khá ha. Đế cũng khá dữ á. Rồi thông số luôn em ơi. Hoành là 24. 24 hoành. Cao 1m50. Cao 1m50 hơn nha anh em. Kính bầu là 35. Kính bầu 35 ha. Cây A7 nha, cây này 650 ngàn ha, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây A8 nha, trực lắc nha anh em. Đế nè, đế lực nha. Cây này đế lực nha. Mấy cái đọt cũ nó ra bông rồi nè anh em. Có bông luôn à. Nó đâm chồi trở lại trơn rồi. Cây này về anh em mình chơi tầng dù là đẹp luôn nha anh em. Rồi thông số luôn em ơi.
27 của anh. Chiều cao cây này tầm 2 mét đó anh em ơi. Kính bầu là 42. Kính bầu 42 ha. Cây này là số A8, xin giao lưu là 800 ngàn. Đó, cây mã số là A8 nha. 800 ngàn, bao ship cho anh em chơi luôn ha. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo ha, cây A9 nha. Đó, cây này cái dàn đế quá trời luôn nè anh em. Đó, cây nó già, nó lên bú hết trơn nè ha. Đó, nó già, nó xù xì, nó già dữ lắm à. Đâm chồi trở lại chơi nè anh em. Rồi, thông số luôn. Hoành là 31. 31 của anh. Cao là 75. Cao 75. Kính bầu là 35. Kính bầu 35 ha. A9 nha anh em, 700 ngàn ha, bao ship luôn. Đó, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây A10 nha. Một cây vắng bay nha anh em. Đó, vắng bay đế đẹp luôn nha. Nguyệt quế lá xoắn nha anh em, lá xoắn nha. Đâm chồi trở lại hết trơn rồi nè. Đó, đâm chồi hết trơn rồi. Đế là ok nha. Rồi thông số luôn. Ba hoành. Chiều dài của nó là 1,5 m nha anh em. Kính bầu là 40. Kính bầu là 40 ha. Cây A10 xin lưu là 700 ngàn. Đó, A10 cây này 700 ngàn nha anh em. Bao ship cho anh em luôn ha. Đó, xả vốn luôn anh em ơi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo ha, cây A11 nha anh em. Đó, đế cũng giữ nha. Xả vốn cho anh em mình chơi luôn ha. Rồi, thông số luôn. Hoành là 31. 31 hoành. Cao là 1,40 m. Cao 1,4 m ha. Kính bầu là 32. Kính bầu 32 nha anh em. Cây này có mã số A11, em xin giao lưu là 600 ngàn. Rồi, cây A11 nha. Cây này 600 ngàn, bao ship cho anh em chơi luôn ha. Đó, rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo cây A12 ha. Đó, cây này nó đâm chồi mạnh hết rồi nha anh em. Này giờ anh em chơi tặng dù trên cũng được ha. Rồi thông số luôn. Đế cũng khá nha anh em. Hoành 26. 26 hoành. Cao là 1,32 m. Cao 1,4 m. 1,30 m ạ. 1,30 m nha anh em. Chiều cao ha. Kính bầu 33. Cây A12 em xin giao lưu là 600 ngàn. A12 cây này 600 ngàn ha. Bao ship cho anh em luôn. Đó, rồi tiếp theo. Tiếp theo ha, cây A13 nha. Đó, clắc ha. Đâm chồi rồi nha anh em. Đế nè. Đó, đế đều ha. Đó, đế đều. Đó, cây nó đâm chồi nhú nhú chơi rồi nè anh em. Nè. Đó, đâm chồi chơi rồi nè. Rồi, thông số luôn. Hoành là 24. 24 hoành. Cao là 1,45 m. Cao 1,45 m nha. Kính bầu là 37. Kính bầu 37. A13 xin giao lưu là 600 ngàn. A13 cây này 600 ngàn nha anh em. Bao ship luôn. Đó, rồi, tiếp theo. Tiếp theo ha, cây A14 cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha anh em. Đó, đế nè anh em. Đế một củ đế ha. Đó. Rồi thông số luôn. Hoành là 30. 30 hoành. Cao là 1,20 m. Cao 1,2 m. Kính bầu là 35. Kính bầu 35 ha. Cây A14 cũng là cây cuối cùng em xin giao lưu là 600 ngàn. A14 nha anh em. 600 ngàn ha. Bao ship cho anh em luôn. Rồi chào khán giả luôn em ơi.